nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các ổ nhóm tội phạm và nguy cơ vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở. Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác phối kết hợp tuần tra khép kín địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an cơ sở toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát được hơn 17.000 cuộc với trên 100.600 lượt. Qua đó đã giải tán gần 1.200 nhóm, gần 10.000 đối tượng tụ tập đêm khuya có biểu hiện vi phạm pháp luật, nhắc nhở người dân bảo quản tài sản trên 3.000 lượt, mời gọi răn đe giáo dục gần 10.000 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Nhờ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn cơ sở, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật giảm, nhân dân yên tâm sinh hoạt, học tập và làm việc.